Không, chú. À đây, chị hộ cái. Cứ để đấy, cũng như quay quay đâu rồi. Quay tại nào thế? Đấy, báo cáo các bác ở đây này. Đấy, thì tôi cầm nhìn đấy, đang ghi hình rồi. Bây giờ là phải cho cái thức ăn nó vào. Cho thức ăn nó vào. Cho sắn vào. Không, cho cỏ nó mềm. Cỏ mềm, hôm trước cũng mềm cỏ. Đi sát vào đây nó quay tự nhiên, nó quay như thế nào. Cầm mặt vào. Các bác biết mà. Đấy, cầm cái nhìn này, anh nhìn thấy này được. Ông khôi, quay luôn. Ông nhìn vào màn hình ấy. Quay vào dư. Đấy. Phải cho cỏ vào đây để cho nó ăn ở trên đường các bác nhé. Các bác theo dõi kênh Quảng Trị Thao thì là chuyên chuyển chuột và chim chuột, đá điểu nữa. Đấy, các bác xem ở đây là ba đơn hàng. Các bác nào có nhu cầu lấy vỏ trứng nữa thì cũng alo luôn nhé. Vỏ trứng đá điểu. Vỏ trứng đá điểu để làm khắc họa. Đấy, mỗi một lần này là phải gửi cả cỏ đi thì nó mới ăn uống nó mới khỏe. Cỏ này nó có nước mà, trong cái cỏ này nó có nước, chịu được. Đấy. Thì cơm gạch thì cái giống chuột khoang này nó cũng dễ nuôi thôi, ăn cỏ, ăn lá ngô, ăn quay, ăn sắt. Thì đây ông quay vào đây, quay sát ngồi xuống, quay thực tế, quay nhìn vào màn hình thì lét ra được đấy nhá. Không, ok, thì báo cáo với các bác ở đây là những con này là mình trước khi chuyển thì mình đánh dấu cái màu sơn đỏ này là con đực đấy. Thì con đực này thì mình sẽ gửi cho các bạn, ví dụ như là cái khách hàng ở đây thì đấy, khách hàng ở đây là 0399936292 về xã Phúc Sơn, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, thì mình sẽ gửi cho bạn ấy một con đực Tuyên Quang đấy, một con đực, đây một con đực, đấy, một đực một cái. Bạn này đây là con đực thì là đầu đỏ, con đực đầu đỏ đây, đây là con đực này. Đấy, mình chuyển con đực đó, con cái đây, à đâu, con cái đây, con cái nó không có màu đỏ. Đấy, bên này là cái lồng, bên này là cái này, quay sang bên này là đấy, thì đấy là cái kênh của mình ghi trực tiếp cho các bác xem. Đấy, như bạn này là lấy một đôi, bạn này bạn chuyển khoản rồi. Đấy, thì mình để cả cái lỗ thở đấy cho nó. Tem đâu? Đây, tem chắc cho anh Chiến ơi. Ở cái cửa này thì mình cũng phải dán niêm phong. Niêm phong cửa này cho các bác biết là nó không có cái sự khui ra. Cửa chát sẽ ảnh hưởng. Mình dùng cái này này. Với cái đơn hàng này của mình thì nó bao gồm cái thông tin là số điện thoại và đã chuyển khoản mua hai con chuột, và bên mình giải cước các bạn nhé, gửi xe Tiến Duyên. Đây là cái thông tin của bên mình đó. Thì tiếp theo là đây là cái đơn này là mua hai đôi, số điện thoại là 0987088093, người Việt Hải Dương các bạn nhé. Đó, người Việt Hải Dương. Cô quay cho nó rõ. Đó. Rồi, quay sang chuột đi. Quay sang chuột. Chuột đây. Đấy. Con đầu đỏ đây, bắt đi. Cái này là hai đôi. Hai đôi đỏ đây. Đấy. Thì cái đầu đỏ đấy. Tiếng máy nữa. Ơi. Đang quay. Đang quay cái em cầm cái máy quay em quay được. Đầu đỏ đấy. Chia, đang chia. Ăn chưa hàng.
Mình lót tải dưới. Cái này là nó không biết cắn. Nó không có răng. Đây nhá. Nó có răng nhưng mà nó không cắn. Ví dụ như con này là con cái này. Các bạn nhìn thấy cái bộ phận sinh dục của nó như con nói thôi. Đó. No. Nó con cái nó ông không có bảo, ông lại bảo là như người chết gì. Chết. Đây. Đúng. Hôm trước mày cứ mẹ sinh dục của nó, tao bảo với con cái con không có dái. Không có dái. Nhiều thế. Thế nào người ta xem người ta chưa? Không qua sự thật đúng không? Chả thế à, cứ văn hoa Sài Gòn. Hai đôi hai đực. Một đực, hai đực. Một cái, cho một cái nữa. Một cái không có dấu. Đây, cái này. Hai đôi. Vào lấy thêm tem nhé. Quay cầm hẳn máy quay thử thế và ghi vào lấy tem. Đây, tem đây. Đây là hai con, đây là một, đây là bốn con, hai đôi. Cái tem này thêm một đánh. Chuột còn phải chia nhau, khổ quá. Đây nhà này lấy ba đôi. Đấy, ba con đầu nhỏ đấy. Đây nhá, con đực nhá. Các bạn nhìn nhá. Chim to như ông điếu. Thấy chưa? Giống như chim trẻ con luôn. Thấy chưa? Loài ra chưa? Các bạn kiểm tra được. Ông nhìn thấy chim chưa? Tòi ra chưa? Con đực này mình đánh dấu đầu đỏ luôn này. Chim nó lòi lên ngay, như to chim chó. Giống như của trẻ con luôn. Ừ. Ơ, một đôi anh cho vào một hộp à? Không cho hai hộp à? Hai con cho một hộp à? Tổng là mấy đôi nhỉ? Đây là một đôi này. Đấy là ba đôi. Đây là hai đôi. Hai đôi là ba đôi. Bốn đôi, năm đôi, sáu đôi. Đúng à? Chỗ đấy là hai con đấy. Hai con là một đôi. Ừ. Thế còn lồng bên này, ổ này nữa. Đây là hai đôi. Chẳng thiếu đâu một con, còn con đây trong này. Ở đâu, đủ, đủ. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Thế đây còn dư một con nữa. Đây, chả có dư. Dư để mà hỏng à. Đây là một đôi, đây hai đôi, ba đôi, tổng là sáu đôi. Đúng rồi. Sáu đôi là đúng rồi gì nữa. Chỗ ba hộp mày lại là hai đôi à? Ừ, chỗ này là ba đôi, mỗi một hộp là... Chứ còn chỗ kia là ba hộp mà hai đôi à? Ừ, chỗ này một con, đây là một con, chỗ này hai con. Chưa giả đã lẫn. Chưa giả lẫn, kéo lại nhau. Không giả. Hắn để lộ vốn đi chứ giờ. Không nói gì. Được, cứ ghi hình đi ông. Tao lúc nào phải ghi. Ôi mẹ thợ đường như thế này, mẹ bao nhiêu năm nhiếp ảnh. Mình ra chuyên nghiệp. Mình phải cho cái đường thở nó rộng ra chút để cho nó thoải mái các bạn nhé. Cái loại này nó không chui đâu, mình sẽ xé cái hộp này nó phải chạy. Nó chỉ trên ô tô thôi, nó đi đâu đâu. Chạy lên ô tô đi nha, ta nhập. Vào làm cái giấy của anh Khương để ra đây để con. Để tắt thế về là chia nhau. Hiện những cái clip để cho các bạn biết. Đấy, thì trên cái kênh này của mình thì
đó nó chắc chắc không bay mất của nó. Rồi được, không bao giờ bay được. Không bay được à? Cái này để đi, đi. Vào để đi. Ok. Trên tầng cái số đấy. Trả tiền không? Trước là bù bao nhiêu? Trước là mẹ bây giờ nó gửi nó 50.000 đấy. Nó bảo bây giờ tại vì ông nhiều này cháu không để vào cốp được đâu. Bây giờ cái loại này để cốp sợ nóng muốn chết. Thế nó để trên xe cho anh mà nó bảo phải giả cháu 50.000. Cháu bảo ơi thì 50.000 tao giả. Hôm trước 50.000 này mới lại hôm trước là còn thiếu 53 là 8, 82 là 10. Hôm trước là còn thiếu 20.000. Hôm nay đưa 100. Đúng không? Đã ông tính đi cho nó chuẩn. Đúng rồi, thôi cứ đưa 100 là gửi 50.000 còn năm đúng không? Đưa 100 là khỏi. Vừa được tính đủ rồi. Đây không tiêu tiền. À, ông khôn đấy. Thế là ông khôn đấy. Không, đây mà tiêu tiền thì bỏ đảm. Đi đi, gửi luôn, gửi cho Khương cho cái. Gửi Khương văn phòng của Mỹ Đình, gọi báo luôn. Báo đây, ông chủ động, ông gửi đi các ấy.